Còn đây là vườn dừa quê mình nha các bạn. Đó. Vườn dừa trồng nguyên một hàng rất là đẹp nha các bạn. Nhìn đây. Đó, trồng rất là ngang hàng thẳng lối luôn nha các bạn. Quá đẹp luôn nè. Wow. Bến Tre là xứ dừa cho nên là đi đâu mình cũng thấy dừa hết nha các bạn. Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh Dạo Quanh Xứ Dừa nha. Hôm nay mình đi cùng với bạn Lan Anh là em gái của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn là vườn trái cây nhà mình trồng những loại trái cây gì nha các bạn. Rồi, thôi giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thăm vườn của mình nha. Rồi, thôi giờ mình đi thôi nào. Rồi đây nè các bạn, mùa này là mùa nước nổi nha các bạn. Cho nên là nước nó lên nhiều lắm. Đó. Đi đây là phải ướt chân nha các bạn. Wow, đây. Đây là cam sòn nha các bạn. Đó. Cam sòn ăn rất là ngọt nha các bạn. Nó có nhiều vitamin nữa, với lại mùa này cũng là vô mùa cam sòn nữa nè các bạn. Này. Đó. Trái chín, trái này chín này, trái này chín này. Cam càng nhỏ thì càng ngon nha các bạn. Đây, wow, chùm chùm luôn nè các bạn. Quá trời luôn nè. Ủa thấy mà ham, ủa trái này đầy bự kìa. Đằng này có trái bự thiệt là bự luôn nè. Đó. Trái bự mà nó mỏng vỏ là ngon đó nha các bạn. Thường thường cam này là trái nhỏ mà mỏng là nó ngọt nha. Đây, đây nguyên chùm bự nữa nè. Wow, mê luôn. Đây. Còn đây là bưởi, nó nguyên tới bưởi chà bá luôn nè. À bưởi cũng vậy, càng mỏng vỏ thì càng ngon nha. Đây. Đây nè các bạn, cây này trái cũng như nhóc luôn nè. Này bà hỏi mình hái hết một đợt nha các bạn, một đợt cam rồi cho nên là nó cũng còn tương đối chứ còn không nhiều hung. Đó. Xíu mình hái mình ăn thử vài trái. Đừng review cho các bạn biết là nó ngọt như thế nào nha. Thấy các bạn. Rồi thôi mình hái trái này về, hồi mình ăn đi. Cầm Lan Anh. Cầm đi hồi trẻ ăn. Đây. Mình hái mấy trái nhỏ nhỏ nha các bạn. Nhỏ nhỏ vậy là ngon nha. Đừng thấy nhỏ gì mà chê, nhỏ mà là nó mỏng. Mỏng vỏ nó ngọt dữ lắm các bạn. Này cầm Lan Anh. Wow wow wow, đằng đây có nè, đằng đây có một chùm nè. Wow. Một chùm tái nè các bạn. Đó, chùm tái luôn nè. Rồi đây cũng hay. Đừng nhúng chết cây nè. Đây các bạn. Wow nè. Cái này là nó ngọt lắm nha các bạn. Quá ngon, đây thì phụng hay. Nè, tái này nó chín vàng luôn các bạn, vàng mà mỏng vỏ nè, Lan Anh cặp tái nè. Đó. Không có gì mà sướng bằng mà tự tay mình hái xong rồi hồi xíu mình gọt mình ăn nha các bạn. Nè. Đó, cảm ơn. Rồi đi tiếp nè. Rồi các bạn, đây hái được mấy trái, hai anh em mình hái được mấy trái. Giờ mình gọt ăn nha các bạn. Ăn nó ăn tại vườn luôn. Đó. Cái cam sòn này ngọt lắm nha các bạn. Thí dụ cây mà mình trồng cái chừng tầm, nếu mà nó tái đầu tiên á, tái đầu tiên á là nó tái nó bự lắm, nó bự, cái vỏ nó dày, ăn không có ngon nha các bạn. Mình trồng bèo gì cũng phải là 2 năm trở lên, 2 năm trở lên khi mà nó cho tái á. Kể từ khi mà nó cho tái được 2 năm á, 2 mùa là bắt đầu cái vỏ cam á nó sẽ mỏng lại, tái mỏng, nó ăn rất là ngon nha các bạn. Còn mà tái đầu mùa, tái chiến đầu tiên á các bạn, trời ơi, nó ăn chua lè, với lại cái vỏ nó dày nữa, ăn không có ngon. Còn cái này mình trồng được 3-4 năm rồi, cho nên là tái nó nhỏ lắm nha các bạn. Bỏ hộp đây nha.
các bạn. Đó, cái muối cam sòn này. Đó, nó vàng ươm mà nước nó mỏng luôn à. Nó rất là mỏng nha các bạn. Quá đã. Cái này ngon. Đấy các bạn. Với lại mình ăn cam á, nó cũng tốt cho sức khỏe đó. Nó tăng sức cái đề kháng nha các bạn. Ở quê á, là mình trồng cây có muối nhiều lắm. Ở khu vực của mình là ở Mỏ Cày Bắc. Ở Mỏ Cày Bắc thì mình trồng dừa, trái cây có muối. Còn chẳng hạn như ở các huyện như Chợ Lách đó. Chợ Lách á thì nó có lùm chôm nè, sầu riêng nè, rồi măng cục nè, bòn bon nè, dâu nè. Là tại vì ở trên đó các bạn nước mặn nó không có, đa phần là nó chỉ tới các cái huyện lân cận thôi. Còn hầu như ở Chợ Lách đó chỉ có vài xã là nó bị nước mặn thôi. Vài xã nước mặn à. Còn lại là nước ngọt. Cho nên ở Chợ Lách trồng được nhiều trái cây có muối lắm các bạn. Ủa. Đây một mấy hộp này. Kênh mình thì là tên Dạo Quanh Xứ Dừa, nhưng mà mình thì mình tên là Phụng nha các bạn. Phụng ở Mỏ Cày. Còn ở chỗ bạn có trồng được nhiều trái cây không ha? Còn mình thì ở khu vực huyện Mỏ Cày Bắc này mình chỉ trồng được mấy loại thôi: cam, quýt, bưởi với dừa, nhiêu đó à. Không có trồng được nữa, tại vì nước mặn á, là cây nó sẽ chết. Chẳng hạn như trồng sầu riêng đi, nước mặn tới là cây sẽ chết. Mít còn nhỏ mà đâu hái được. Phụng gọt cho thêm muối nữa. Thì ăn nãy giờ ngọt không? Ngọt phải không? Vậy ăn túng cái hộp rồi, nhả hộp ra. Đây các bạn. Đó. Nè. Nó vàng ươm luôn, nước không nè. Muối nào muối nấy nó khít nhau nè. Còn khi mà cái tái chiến đầu tiên á, muối nó bự lắm. Cái như cái tép muối á, cái tép muối nó bự lắm, nó dày lắm, mình nhìn ăn không ngon đâu. Ngọt. Một xíu nữa mình sẽ dẫn các bạn đi qua vườn quýt. Vườn quýt là thôi khỏi nói luôn, là tái xum xê luôn. Xum xê luôn các bạn. Nó xà xà ở dưới đất luôn á. Ở quê nha, ở quê mà có gì thì ăn cái đó thôi các bạn ơi. Thì chủ yếu là mình giới thiệu đến các bạn gần xa, trong và ngoài nước, để biết đến cái chỗ mình ở, chỗ mình sinh sống á, có những cái gì và tập quán như thế nào, rồi những món ăn gì và làm gì, và cái cuộc sống sinh hoạt của người dân ở đây như thế nào. Thì mình sẽ từ từ lần lượt mình sẽ giới thiệu đến với các bạn gần xa cho các bạn biết đến nha. Thôi giờ ăn xong rồi, giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua bên vườn quýt nha các bạn. Thôi đi thôi Lăng Anh ơi. Ăn xong chưa? Thầy Bụng dẫn đi qua vườn quýt nha. We'll be right back.
chào các bạn nha. Bây giờ mình với Lan Anh đã qua tới vườn quýt rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quay những cái cây quýt tái thật là nhiều cho các bạn xem nha. Coi cái vườn quýt này nó tái như thế nào nha các bạn. Thôi, giờ mình đi thôi nha các bạn. Đây các bạn, đó, ngay chỗ Lan Anh đang cầm là cái tái quýt rất là bự nha các bạn. Đâu, đây Phụng coi nè, nó tái quýt này nó bự muốn bằng cái cam sòn nãy luôn nha các bạn. Đây nè, trong đây nữa nè. Đó, đây là những tái mà nó gờ gờ ra tái bự lắm các bạn. Đây, nè, wow, quýt này tầm ở gần Tết đó các bạn. Gần Tết là nó chín nhiều lắm. Đó, tái bự bự không các bạn. Nó nằm riêng lẻ, đa phần nó nằm riêng lẻ lên là nó tái bự không à. Hả? Đâu, đây, quay lại. Wow, đây này các bạn. Nè. Đó, trái này các bạn. Trái không các bạn. Nè. Trái này gần Tết đấy các bạn. Trái này muốn chín nè các bạn. Để hai trái này đi xíu rồi mình ăn. Để Lan Anh cầm giùm hai phụng trái này đi Lan. Nè. Đây các bạn. Đâu. Wow, đây này các bạn. Đó. Cái tái này hả? Tái này tái cam Lan Anh ơi. Tái này tái cam á. Tái này tái cam. Tái này tái cam sành. Để dành uống nước nha các bạn. Cam sành uống nước cũng ngon. Rồi mình không có hái nè. Đâu có uống đâu. Bởi không hái nhà nhóc kìa. Nè. Đó, nguyên cái chùm quýt luôn các bạn. Nó thòng ở dưới đất luôn nè. Đó. Nó thòng ở dưới đất luôn nè. Thòng sát luôn, sát cỏ luôn nè. Đó. Đây đi mình qua bên kia lại, qua bên kia. Đây nữa này các bạn. Đó. Đây. Đây. Đây là nguyên chùm luôn nè. Bỏ vô hạt phủ đi. Đây nguyên chùm luôn nè. Quýt này thì ăn rất là ngọt các bạn. Đợi khi mà chín á, chín lên ăn rất là ngọt. Tái này cũng chín luôn rồi nè. Mà nhỏ. Nào. Lan Anh cầm cái túi quýt nhỏ này đi. Này. Wow, đây nguyên chùm nữa đây các bạn. Đó. Tái không luôn nè. Đó, lủng lẳng thấy mà ham luôn đây nữa đây các bạn. Nó xà dưới đất không nè. Đó. Rồi, đi tới cây đằng đây nha. Wow. Đó giờ dạ, ăn được không hết không? Đâu? Giờ dạ, hai tái luôn kìa. Đây nè, đây hai ba tái quýt chín rồi nè. Nè. Đây nó chín đây nè. Tương đối nhỏ nhưng mà nó chín này. Đây các bạn. Ô này quá. Rồi các bạn. Đây. Mình đã hái một tái quýt. Cái này nó cũng vừa chín thôi chứ không chín nữa. Không có chín nhiều nữa. Đây. Còn tái này chín nhiều nha các bạn. Nè. Đó nó vàng. Còn tái này hơi xanh xanh. Rồi. Vậy thôi. Giờ mình lột cái ăn thôi. Tới đang anh cầm đi. Lột cái tái này đi. Wow. Để không biết nó ngọt hay không mà nó cái muối nó cũng đỏ tươi nè các bạn. Đó. Để mình thử coi. Có ngọt không nha. Nè, đang ăn muối nè, muối muối nè. Cái tái này là nó bự bằng cái tái cam sòn nãy luôn nha các bạn nè. Đó. Thử coi. Ngọt. Ngọt theo cái độ ngọt dừa thôi chứ không có ngọt nhiều. Nó ngọt không bằng cam sòn các bạn. Chắc là nó chưa chín nhiều. Ăn cũng được thôi chứ không ngọt không. Tại vì cái này nó tầm khoảng gần Tết các bạn. Gần Tết là cái này quýt nó ngọt lắm. Nó ngọt ngọt như đường luôn mà nó qua tầm cái chừng tháng giêng âm lịch á. Là trời nắng á các bạn. Là nó ngọt cực kỳ ngọt luôn. Muối đỏ nhưng mà chưa ngọt không. Để mình thử tái quýt nhỏ này các bạn.
Cái này chín á. Tại vì nó vàng à. Thường thường mấy trái quýt nhỏ nè thường hay nó ngọt nhiều hơn mấy trái bự. Trái bự mình phải để cho cái chín nó thiệt là chín. Thiệt là chín thì ăn mới ngọt nha bạn. À, đặc biệt cái loại trái cây có muối á, như là bưởi rồi quýt đồ cam á, khi mà mình hái về á, mình để tầm khoảng 5-10 ngày gì á là ăn nó càng ngọt nữa nha các bạn. Nè các bạn, cái muối này nó nhỏ nhưng mà mình nghĩ chắc là sẽ ngọt. Ngọt ngay ngất luôn. Cũng như giống như mình nói là cái muối này nó nhỏ nó ngọt nha các bạn. Nhỏ là nó ngọt, giống như nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha, rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vườn quýt bên kia nữa các bạn. Cái này là mới một bờ, giờ mình quay qua bển mình quay thôi, mình không có ăn nha các bạn. Mình sẽ quay những cây quýt mà nó tái nhiều, sai tái nha các bạn. Thôi giờ mình đi thôi, đi Lan Anh ơi. Wow, nè các bạn thấy không? Nè, nguyên cái chùm luôn nè các bạn. Đó. Nguyên cái chùm quýt thôi, thấy thèm luôn nè các bạn. Nè, trên đây nữa nè các bạn. Đó. Cái cây này quýt là đa phần là nó thòng nha các bạn. Tái sai lắm. Ở ngoài các bạn nhìn thấy còn thích hơn nữa. Rồi đây nè các bạn, đây thêm một cây quýt nè, nè, đó nó ngã ra luôn nè các bạn, nó ngã quá, cái chùm quýt này tại nó nặng quá. Đây là một chùm nè. Đây, đây là một chùm nữa, quýt này còn non chưa chín. Nè các bạn, nó ngã nó thà nó thòng xuống luôn nè, cây này công nhận tái sai ghê luôn các bạn. Đó, rồi đi qua bên khu bên này, wow bên đây nữa nè, đi qua đây nè Lan Anh. Này, cái khu vườn ở bển nãy tái cũng nhiều mà qua bên đây nó cũng tái cũng nhiều nữa nha các bạn, nè, đó nó thòng xuống không nè. Đó. Ôi, quýt này mà Tết tới ha. Tết là nó chín vàng ươm luôn, nhìn đã lắm các bạn. Đó. Đúng rồi, nó chưa bự không. Rồi qua cây bên đây nữa nè. Ừ, bên đây nè, quá trời luôn nè. Đó. Qua đây luôn nè Lan, qua đây nè. Đây các bạn. Đó. Đây. Nguyên chùm luôn. Nguyên chùm quá trời tái luôn. Chùm này nữa chắc cả ký mấy quá. Nữa mà nó chín. Nè các bạn, thấy cái chùm quýt này sai trái không? Đó, chùm quýt này rất là sai trái nha các bạn. Thì nãy giờ mình cũng đã dẫn các bạn đi tham quan cái vườn cam sòn với vườn quýt này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Rồi mình sẽ đợi đến khi mà gần Tết đó các bạn. Tết á, cái mấy cái trái quýt rồi này nó sẽ chín màu vàng á. Màu vàng mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Khi mà nó lên màu vàng rất là đẹp nha các bạn. Rồi, xin chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Gặp nhiều may mắn. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.